Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Phong thủy lý khí là gì? Thậm chí phong thủy có thực sự hiệu quả không? Khải Toàn ít khi cố gắng giải thích về phong thủy hay Phật Pháp với những người không đủ duyên. Trường hợp này, Khải Toàn chia sẻ giúp các bạn dễ hiểu hơn. Trong cuộc sống có những thứ tồn tại nhưng ta không thể thấy. Ví dụ, nhìn đồ ăn ngon, đó là do mắt ta cảm. Nhưng ta không thể nào thấy được mùi, ta chỉ có thể dùng mũi để cảm nhận mùi, dùng tai để nghe. Vì vậy, phong thủy lý khí là những từ trường vô hình, mắt khó có thể nhìn thấy, chỉ có thể thông qua cảm quan để cảm nhận. Ví dụ thực tế về điều này, có những nơi khi bạn ở đó, bạn sẽ muốn thực hiện duy nhất một việc. Tan sở làm mệt mỏi, về đến nhà là muốn đi tắm. Vào đến phòng là muốn nằm ngủ. Nằm ngồi chỗ này dễ chịu hơn chỗ kia. Đó là do từ trường nơi này và từ trường bản thân của bạn hòa hợp cùng nhau. Mục đích của phong thủy là giúp con người và thiên nhiên hòa hợp, giúp người vận dụng phong thủy hóa giải hung họa, gia tăng tài lộc. Phong thủy không thay đổi được luật nhân quả. Nếu tâm của bạn thiện, tự khắc sau một thời gian sinh sống, nơi này sẽ trở thành mảnh đất tốt. Nhờ phước của bạn đã khởi tạo, nghiệp hết phước sẽ đến. Người có tâm thiện dễ có vận tốt, đi đến đâu những nơi ấy đều là đất lành. Nên có câu người phước ở đất phước người phước ở. Phong thủy học có nhiều trường phái. Phong thủy địa lý phổ biến là phái Loan Đầu, bàn về hình thể, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi được. Phong thủy lý khí bàn về sự chuyển động của trái đất, cho ra từ trường khác nhau ở mỗi hướng theo năm, theo tháng và cả ngày giờ. Huyền không phi tinh là luận về khí, dựa vào sự di chuyển của chính con số theo quỹ đạo của vòng lượng xích trên đồ hình bát quái. Khải Toàn đã có nhiều video hướng dẫn về bài trí đơn giản theo phi tinh lưu niên, tức sự dịch chuyển của mỗi năm, và huyền không phi tinh và cả phong thủy Loan Đầu. Nói sơ qua, dựa vào tọa độ chính xác của ngôi nhà và thời điểm xây nhà hoặc dọn vào ở, ta có thể lập quẻ cho ngôi nhà, tìm ra được phương vị tốt xấu để chọn các phòng quan trọng và bài trí đồ vật hợp ngũ hành theo từng phương vị. Ví dụ, hướng nam có cung tốt và cần hỏa, ta chọn làm bếp nấu. Xét đơn giản hơn, ta theo phi tinh mỗi năm, dựa vào sự dịch chuyển của 9 con số vào 8 hướng, mỗi ngôi sao có ý nghĩa tốt xấu theo từng khoảng thời gian. Sao tốt thì ta tìm cách sinh vượng, sao xấu thì ta tìm cách hóa giải để giảm xấu. Ví dụ, hướng nam vào năm 2022 và 2023 có sao tốt và cần hỏa, đặt một bức tranh ngựa, tranh mặt trời, khí trường nơi này sinh vượng, giúp thêm cơ hội có tài lộc. Tóm lại, phong thủy lý khí giúp ta dự đoán từ trường tốt xấu và chỉnh thể ngôi nhà. Nếu bạn tin vào nhân quả, Khải Toàn chân thành khuyên hãy dành thời gian tu tập. Nghiệp hết phước sẽ đến. Mỗi ngày không thể bỏ ra vài tiếng thì có thể bỏ ra 1-2 tiếng. Không được 1-2 tiếng thì bỏ ra 30 phút để ngồi thiền, nghe pháp thoại hoặc đọc sách. Trong cuộc sống đời thường, hãy tập bố thí, luôn nói lời thiện lành, tự khắc phước sẽ đến. Tâm sẽ an, đến lúc này nếu bạn có ứng dụng thêm phong thủy thì thật là tốt lành. Nghe pháp thoại và đọc sách là tu pháp học. Hành thiền là tu pháp hành. Hãy tự mình tu tập, đừng nghĩ đến phước phần của ông bà cha mẹ. Giả dụ khi bạn không khỏe, cha mẹ mang cho bạn một phần thức ăn thật ngon, mang đến tận giường, nói lời động viên. Nhưng việc nhai thức ăn và tiêu hóa phải chính bạn tự thực hiện. Vì thế, ai tu người đó có nghiệp lành. Dành thời gian tu tập, chuyển hóa tà kiến thành chánh kiến, nghiệp hết phước sẽ đến. Tu tập giúp con người giảm tạp khí và bồi dưỡng phước huệ. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.